Xin chào các bạn, trong video này thì mình sẽ báo giá cho các bạn chiếc điều hòa Funiki model là có công suất 9.000 BTU dòng 1 chiều. Con này là mình báo cái model nhập khẩu từ Thái Lan các bạn nhé. Ở đây nó ghi rõ này, xuất từ Thái Lan. Và video này áp dụng vào ngày 15-16 tháng 6 năm 2021. Giá thì áp dụng trong 2 ngày thôi, bởi vì giá điều hòa nó hay thay đổi. Để tham khảo giá chính xác nhất thì các bạn hãy truy cập website của bên mình là zangan.vn á. Thì ở đấy thì mình sẽ cập nhật giá bán hàng ngày luôn. Video thì thỉnh thoảng mới làm được. Model của cái điều hòa này là HSC09TAX. Lưu ý là con này là xuất xứ Thái Lan nhé. Một số con xuất xứ tại Việt Nam, Indo, Malaysia thì nó khác. Ở đây là xuất xứ Thái Lan này, theo từng dòng. Hiện tại thì với cái máy này bên mình đang báo giá nguyên máy là 4050. 4050 các bạn nhận là nguyên máy. Còn nếu các bạn lắp đặt chọn gói thì nó khác. Còn đây mình báo giá nguyên máy. Bởi vì một số bạn ở xa thì chỉ có thể tham khảo giá bán của máy thôi, nên mình sẽ báo giá nguyên máy để các bạn dễ dàng hơn trong các việc đi mua ở địa phương của các bạn. Và mình chỉ giao được điều hòa cho các bạn ở khu vực Thanh Sơn, Thanh Thủy thuộc tỉnh Phú Thọ thôi. Còn các bạn ở tỉnh xa thì các bạn cứ truy cập website bên mình zanga.vn này, để các bạn tham khảo giá bán, để các bạn đi mua thì nó đỡ bị hớ. Cảm ơn các bạn đã xem video này nhé. Hy vọng các bạn sẽ đăng ký kênh để thường xuyên theo dõi những cái video báo giá mới nhất của bên mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.